Ngày 7 tháng 1, Bệnh viện An Bình, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật giới thiệu các chủ đề liên quan đến đột quỵ, từ việc phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị đến phục hồi chức năng cho người mất ngôn ngữ. Theo số liệu năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới hiện có 80 triệu người đã từng bị đột quỵ, có khoảng 15 triệu người đột quỵ trong một năm, làm 5 triệu người tử vong và 5 triệu người bị nhận khuyết tật kéo dài. Trước thực trạng trên, Hội nghị khoa học kỹ thuật hướng đến những nội dung chính: ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, xử trí, chẩn đoán hiệu quả để bệnh nhân đột quỵ có cơ hội phục hồi cao, phục hồi chức năng ở bệnh nhân mất ngôn ngữ. Tại hội nghị, nhóm tác giả gồm Thạc sĩ Trần Hữu Đức, Thạc sĩ Phạm Đình Ngân Thanh, Tiến sĩ Sarah Wallace, Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Lê An đã tham luận với vấn đề liên quan đến phục hồi chức năng là sự phù hợp của các khuyến nghị thực hành tốt nhất theo Tổ chức Liên kết Cộng đồng Mất ngôn ngữ Toàn cầu tại Việt Nam. Nhóm tác giả đã đưa ra một số kiến nghị như nghiên cứu về các chiến lược đưa thông tin của chứng mất ngôn ngữ, phát triển những công cụ hỗ trợ giao tiếp, lượng giá, can thiệp cho người mất ngôn ngữ tại Việt Nam, nghiên cứu chiến lược cải thiện tình trạng thiếu nhân lực có trình độ về ngôn ngữ trị liệu và phát triển dịch vụ ngôn ngữ trị liệu. Nhất là chúng ta thấy là cần có thêm nghiên cứu với cái quy mô lớn hơn, đa dạng hơn về người tham gia. Thứ hai là cần có nghiên cứu về các chiến lược mà đưa thông tin đến cho người, về thông tin về chứng mất ngôn ngữ một cách có hiệu quả cho mọi người biết. Thứ ba là chúng ta thấy là cần có phát triển những cái công cụ hỗ trợ về giao tiếp, về lượng giá, về can thiệp cho người mất ngôn ngữ tại Việt Nam. Và thứ tư là cần có thêm cái nghiên cứu chiến lược để mà cải thiện cái tình trạng mà thiếu nhân lực mà có trình độ về ngôn ngữ trị liệu và phát triển về dịch vụ ngôn ngữ trị liệu. Cùng mục đích giới thiệu về phục hồi chức năng cho bệnh nhân mất ngôn ngữ, Tiến sĩ Lê Khánh Điền, Trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện An Bình đã trình bày về lượng giá và phục hồi chức năng mất ngôn ngữ sau đột quỵ. Theo Tiến sĩ Điền, phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ nên làm việc theo nhóm có chuyên môn về đột quỵ, làm việc tại địa điểm chung, lấy người bệnh làm trung tâm và thực hành dựa trên y học chứng cứ. Tiến sĩ Lê Khánh Điền cho biết, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị mất ngôn ngữ là việc lượng giá, bao gồm những mục tiêu chính: chẩn đoán, tiên lượng, lập kế hoạch can thiệp, đo lường kết quả, theo dõi sự tiến bộ. Thì có hai phương pháp phục hồi khiếm khuyết ngôn ngữ, dường như là một trong những phương pháp hiện nay y học chứng cứ khá là cao, là SFA, tức là Semantic Feature Analysis, là phân tích các cái đặc tính ngữ nghĩa. Thì chúng ta đưa ra một số cái đặc tính ngữ nghĩa liên quan tới cái vật đó, thì người bệnh dùng những cái đặc tính đó để mình liên kết lại cái ngữ nghĩa ban đầu để người bệnh tìm ra được cái từ thích hợp. Thì cái đó là cái phương pháp phục hồi khiếm khuyết ngôn ngữ. Mà một cái phương pháp khác phục hồi chức năng giao tiếp là PACE, hoặc là những cái phương pháp mà cho bệnh nhân giao tiếp trong một cái bối cảnh thật sự, thì cái đó bây giờ người ta ủng hộ hơn đối với những người mà mất ngôn ngữ mà mãn tính. Ngoài ra, hội nghị còn có các đề tài hình ảnh học đột quỵ, cập nhật điều trị dự phòng đột quỵ thiếu máu não và tia, lựa chọn thuốc kiểm soát tần số tim dưới 80 trong điều trị tăng huyết áp, bước tiến mới trong việc nâng cao tuân thủ điều trị bệnh nhân tăng huyết áp.